ba xin chào cả nhà nha. Hôm nay là mình đã kết thúc cái vấn đề là giúp đỡ gì ba trong 2 tháng mấy nay. Thì cái số tiền khởi đầu tiên là dì ba đã nói với mình là dì ba thiếu ở đây là số tiền là 60 triệu, và bên chỗ cái ông Mộc nào đó là 190 triệu, đúng không? Chính xác vậy đúng không dì ba? Dì ba công nhận cho con đi, có đúng là vậy không? Còn có chuyện dì ba nợ ai thì con không biết nữa ha. Thì dì ba nói cho cộng đồng mạng nghe là dì ba thiếu như vậy, khởi đầu tiên dì ba nói con như vậy, dì ba trả lời thì cũng như lúc mà dì ba con gian thơ con giúp đỡ dì ba đó thì nói là cũng như là con thấy dì ba vậy đó, thì dì ba con giúp đỡ dì ba thằng mà lấy số tiền đi trả nợ đó, mà số nợ là bao nhiêu dì ba? Số nợ là cũng như cái người cái ông ở đây là không biết sáu mấy, con cho cái con số chẵn là 60, chính xác vậy không? Rồi đúng. Thì lúc đó khi mà con trả nợ thì có các em ở đây làm chứng cho con, nhất là Thảo nè, có làm chứng cho con Thúy không Thảo? Có đúng rồi. Đúng sự thật nghe không? Con Thúy đã trả đúng 60 triệu đúng hai con ha. Còn vấn đề thứ hai, dì ba nói là dì ba thiếu 190 triệu là con hứa quyết tâm trả với số nợ đó. Đúng không? Dì ba khởi đầu tiên dì ba nói như vậy thì con quyết tâm là con trả nợ. Hôm nay con sẽ chấm dứt là con không phụ dì ba nữa. Đó. Cộng đồng có nghe thì các em YouTube ở đây thì để dì ba trả lời cái câu nói dì Thúy nói có đúng như vậy không, để dì ba trả lời có đúng sự thật thì không? Đúng rồi, thì bây giờ á dì ba nói cho con nghe những lúc mà bây giờ dì ba cứ nói là con số dì ba nợ là khởi đầu tiên, khởi đầu tiên á là dì ba nói với con vậy nè. Cũng như lúc mà dì con gian phụ dì ba nói với con là dì ba cũng như là thiếu cái ông Mập đó đó là 200 triệu. Không, dì ba không có nói 200 triệu. 200 triệu thì con mới nói vậy, là để tới chừng đó đó con mới bán phụ với dì ba, chừng nào con trả nhờ hết cái số tiền đó thì con nghỉ, đúng không? Đó là bây giờ thì thôi như vậy cũng được rồi, không cần gì tới để tới ngày đó mà trả hết rồi con nghỉ. Con nói dì ba nói con nghe, những lúc mà con phụ cho dì ba đó thì ba cũng rất cảm ơn con nhiều lắm, nếu có không có con thì tôi vì ba cũng mệt lắm chứ không sao. Mà bây giờ con nếu mà con cũng như có công chuyện trong gia đình thì con cứ việc con vô con làm trong gia đình con, còn để vì ba ví dụ như có con phụ vì ba thì bán nhiều chút, còn nếu không có thì bán ít lợi thôi, là vậy đó. Thì đó, thì con đã làm tròn cái nhiệm vụ của con. Thì con sẽ công khai với số tiền hôm bữa giờ con giữ cho dì ba. Đợt đầu tiên con đưa dì ba có 40 triệu, thì có Thảo xác minh cho dì Thúy luôn. Thảo nói cho dì Thúy nghe là hôm bữa có con có xác minh là dì Thúy đưa 40 triệu dì ba không? 40 triệu hả? Đợt đầu tiên ngày 15 tháng 9, cô Thúy đó là đưa cho dì ba 40 triệu. Thì cô Thúy có nói với con rồi đó. Không, mà con có xác minh điều đó là cô Thúy đã đưa cho dì ba 40 triệu. Có hai vợ chồng con luôn hả? Thì đó, cái ngày hôm đó luôn cô Thúy nó là 40 triệu. Cô Thúy không có đưa cho dì ba 40 triệu hả? À, dạ đúng không, con xác minh đàng hoàng cho cộng đồng biết chứ. Dạ, không dạ. Thôi là kê bảy vô luôn đi, không thôi là bảy mình nhờ bảy luôn, có em nào nói kê bảy vô giùm cô Thúy. Dì ba nói vậy nè, dì ba nói là thiếu có 190 triệu thôi, con chỉ biết con số 190, thì con mới nói là thôi trả 40 thôi, còn 150 là để tháng 10, tháng 11, tháng 12 là con bán xuất vui như thế nào để con trả là 3 tháng để trả dùm cho dì ba. Nhưng mà hôm nay dì ba nói 200 triệu nữa. 200 triệu là dì ba nói lâu rồi, không, nhưng mà con đây không đâu biết. Không, mà bây giờ dì ba, con, dì ba nói cho con nghe nè. Dù vì dụ gì, ví dụ như bây giờ nó nói con nói vậy phải không, thì cũng như vậy đi, tại vì ba thiếu nợ rồi, cái đó là nếu mà con không phụ thì dì ba cũng bán cũng có tiền trả nợ cho người ta, là vậy đó. Chứ còn dì ba nói với con là 200 triệu sau này dì ba đó mấy cái tính dì ba nói là phải nói một lời thôi, rồi dì ba thấy con hỏi dì ba thì dì ba nói thật với con là dì ba thiếu 200 mấy lần chứ không phải 100 mấy, là tại vì ba sợ con nghe nói nhiều quá đó, giờ tụi con nó thấy trời ơi, sao gì ba làm bà này ba thiếu gì nhiều cái vậy này kia nọ, vì ba mới nói như vậy là giảm bớt thôi. Còn cái tình trạng mà vì ba nói ha thiếu á là với con là 200 triệu, thì con nói chị ba nghe, bữa vô tình vì ba nói trên cộng đồng thì
cộng đồng với họ con, là tại sao dì ba nói có 100 mấy bây giờ nói có 200 mấy thì con không biết được đâu, con trả lời ha, dì ba không trả lời con chỗ đó. Tại tại khi mà dì ba con đi ra là con hướng cái tâm là con trả nợ dì ba, thì cái số nợ mà trả là hôm nay con dứt điểm, ngày hôm nay là con đã tương đương với số nợ là con đã trả đủ cho dì ba rồi, là con không đang dứt thì thôi giờ dì đi. Rồi hôm nay con sẽ kêu người làm chứng cho con. Khởi đầu tiên là 40 triệu, là con đưa 40 thôi, là Thảo làm chứng cho con. Còn ngày hôm qua thì dì ba cũng có nói là con đưa 40. Dạ, còn ngày hôm qua thì có hai mẹ, hai em trai với ai nữa ta, đâu rồi, còn một đứa. Không đâu rồi, còn một đứa làm chứng cho con đi. Anh không đi, hôm nay không đi. Ủa nãy thấy mà Mẹ về Mẹ nè xong lên tiếng cha. Làm chứng cho con Thúy là hôm qua con Thúy đưa cái tổng số tiền của sổ luôn là 134 triệu, tụi con đếm đủ nha, đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là dì ba đã trả được 174 triệu, còn bao nhiêu dì ba đắp vô thì mình không biết ha cả nhà. Đó là con đưa số tiền đã đủ cho dì ba, dì ba xác nhận con nghèo không đó. Hôm qua là có hai đứa này làm chứng cho con ha. Bây giờ dì ba cũng nói cũng như những lúc mà con giúp đỡ dì ba, dì ba cũng rất cảm ơn con như vậy. Cái đó là không nhờ con thì dì ba cũng chắc lẽ là không bắt được vậy đâu. Thì thôi bây giờ dì ba cảm ơn con, là không biết đốc cái cái ơn này chắc dì ba bỏ trả không nổi. Không, dì ba, con nói thiệt dì ba, những lúc con ra đây là con đã hứa quyết tâm như vậy rồi, thì con làm chọn bổn phận của con thôi. Thì hôm nay con cũng chấm dứt cái nợ của dì ba rồi, còn sau này dì ba nợ ai thì tùy dì ba, tại vì có những mảnh đời người ta còn khổ hơn gấp trăm lần dì ba nữa, nhưng mà cái hoàn cảnh dì ba trả nợ là con số là dì ba biết không, 100 nó sẽ đẻ lãi ra rất là nhiều, là dì ba đã hiểu rồi đó, con không nói ra ha. Rồi còn phần thứ hai thì con nói chung vấn đề mà thọ dì ba. Năm nay dì ba mới có 69 tuổi thôi, đáng lẽ con làm là làm cái sai của con. Thì vô tình cái cô đó của nó là đúng 70 tuổi mới nên làm thọ cho dì ba. Thì hôm nay con xin phép dì ba luôn. Thì cái người đã gửi cho con á, thì ba người, một người là 100 euro, một người là 100 euro nè các bạn, là của anh Minh Đức. Thì bây giờ em cũng công khai cho anh nha, nếu mà anh có coi YouTube này thì em vẫn còn giữ số tiền này nè anh ha. Còn 500 này của anh bên Mỹ, anh giấu tên luôn, dì ba biết tên cái anh đó là dì ba hay đặt tên là anh Bưởi đó, thiệt danh là cái anh Bưởi, là 500 đô nha cả nhà. Anh ơi, anh có coi YouTube này, bây giờ em sẽ điện trực tiếp luôn cho anh để nói cho cộng đồng nghe. Còn 100 này, xin lỗi cả nhà, mình quên tên cái chị này rồi. Chị ơi, khi mà hôm bữa chị cho 200 đô với 200 đô đó, 100 chị tặng cho dì ba, còn 100 chị biểu làm thọ dì ba, nhưng mà hôm nay em đã từ chối luôn, tại vì em không có phụ dì ba nữa, em không ra nữa, tại vì em đã đủ khả năng của em đã trả nợ cho dì ba rồi. Thì 100 này của chị, nếu mà là của chị còn giữ số em á, liên lạc với em. 100 này để làm gì chị nói rõ cho em luôn. Thì bây giờ con sẽ điện người thứ nhất á, là anh Nhã đi, tại vì cái anh này anh cho tiền nhiều nhất, thì con sẽ hỏi ý kiến ảnh. Không, ảnh cho phép, ảnh cho phép rồi, ảnh cho phép mình nên hỏi luôn. Nếu anh cho để làm thọ gì ba thì hôm nay em không có làm ở đâu, cái số tiền đó anh cho ai thì anh nói luôn đi để em biết, anh nói đi để cho cộng đồng nghe luôn đi anh. Anh nói lớn lên. Dạ, anh cứ nói đi, anh cứ nói đi anh. Anh nói thẳng luôn là cái tiền đó không, cộng đồng nhiều lắm. Bây giờ mấy em quay YouTube cũng đông lắm, đang quay nè anh. Em đã nói rõ minh bạch cái số tiền ra để cho mấy em quay mà. Dạ. Dạ, mấy em quay. Thank you.
này sợ có gì đâu. Anh rút lại là để cho em giữ mai mối anh về lấy hay là anh muốn em gửi đi? Bây giờ em sẽ cất cho anh luôn. Dạ, em sẽ cất cho anh thì sau khi cất cho anh á thì người nhà anh sẽ đến lấy ha. Ha, có tiền mẹ nó bây giờ mẹ đồ đi bán số. Dạ.
Thôi bây giờ em xin phép anh rồi em sẽ nói với người thứ ba nữa, em còn một nhân. Cảm ơn con thôi chứ không biết nói gì nữa, tại vì ba đâu có biết nói cái gì là cái gì đâu. Dì ba ơi, con thấy thì thôi thì cái cô Thúy cũng đã giúp dì ba suốt 2 tháng nay thì công sức của cô Thúy cũng rất là nhiều, thì mấy hôm nay cái chuyện mà tiền bạc bán cua rồi hóa đơn này kia cũng rõ ràng như vậy thì cũng tốt rồi, thì vấn đề tiền bạc con nghĩ là rõ ràng như vậy là cũng tốt rồi. Thì thôi dì ba cố gắng tiếp tục bán cua, rồi để các anh em và các anh chị em ở đây nếu có giúp được dì ba nữa thì sẽ tiếp tục giúp nữa ha. Dì ba cũng cảm ơn mấy con á, lúc nào dì ba già cũng có các con ủng hộ cho dì ba. Dì ba cũng rất vui, mà dì ba vui chứ chưa không nói gì mà cho coi nó có phải nữa. Thì bà nói trước, nói là cũng như thí dụ như con á, phụ gì bà được thì cũng phụ cũng được thì cũng có gì cũng nghĩ. Cái đó là tình cảm. Đúng rồi. Tình cảm như xưa, từ xưa đến nay gì vậy? Dì ba nghe đi. Hello. Cái ngày đó là dì ba mua một hộp bánh kem nhỏ về làm sinh nhật được rồi. Mấy tụi con qua nhậu với dì ba nha. À, cảm ơn nha con. À, rồi bán rồi hết rồi con. À, không, dì ba còn ngồi ở đây nè, còn chỗ nhà Thí. Dạ, dì ba cũng chúc cho con sức khỏe. À, rồi dì ba về nha.
Nhỏ này đâu có nhiều luôn. Nó chúc cho dì ba. Thôi mọi việc mọi cái chuyện dì ba với lại cô Thiết cũng có buồn lòng. Có buồn gì có trợ dì ba mà buồn chết liền à. Thiệt. Thấy nó mà về nó lo gia đình con cái cháu rồi dì ba cũng mừng cho nó chứ có dì ba buồn gì. Nếu mà ở không thì nó phụ phù không phù thôi, mình đâu bắt buộc ta được đâu. Dì ba cũng vậy, sắp tới thì đã bớt nợ rồi thì dì ba bán bớt lại để khỏe ha. Thôi xin chào cả nhà nha. Giờ ai có tấm lòng như cái hôm nay mình sẵn mình nói luôn, cái chị Tiểu Đường hôm bữa giờ là mình đã quyên góp rất là nhiều rồi, thì cũng còn những mảnh đời khó khăn thì ai muốn quyên góp á thì thôi mình làm cái việc thiện vậy luôn đi. Thì chị Muối, số điện thoại của chị Muối á, ai có muốn gửi cho chị á thì qua cái số điện thoại này nha cả nhà. Còn bây giờ ở gì bà nói con nghe này nè. Số điện thoại của chị Muối đây 078 500 0091. Rồi cả nhà thấy số điện thoại chị Muối chưa nào? Đó. Dì ba về các bạn. Dì ba về rồi. Lầm lùi bước đi buồn quá trời vậy. Đi về hả? Không, con.